Ủa? Cho con gái ai vậy? Tắt sao cũng được, đây rớt xuống được rồi. Rồi. Mình cắt lại vẫn được. Mình cắt lại là lên cho nè. Sao không được lên. Anh sợ cắt mà hư nó không. Thấy không Nguyệt? Được cái nè. Giờ thì Trinh cũng tiễn cho mấy đứa em về thành phố cùng cả nhà. Mấy đứa em về anh Tú cũng rất là buồn. Mấy đứa đi về thượng lộ Bình An nha. Chào cả nhà. Hẹn dịp sau về chơi với Tuấn Trinh Vlog nữa nha. Tú xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Tuấn Trinh Vlog. Cho Tuấn mến chúc cả nhà lúc nào cũng luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì vợ Tú có mua đồ về nấu lẩu mắm cho mấy đứa em ăn. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mấy đứa em mở lại ăn cơm xong rồi mới về cả nhà tại đường xa. Nên là ăn rồi xong mình về cho chắc bụng. Ở đây thì hôm nay Trinh theo ý của mấy đứa em thì thích ăn mắm. Cho nên là Trinh mua con cá đường hồng với cái này tôm thẻ. Miếng ba gọi. Dưới đây thì bún, rau thì hồi anh Tú bẻ thêm nữa. Đây mắm thì mắm của mẹ Trinh đem xuống nè, mắm châu đốc. Bây giờ Trinh đem đi lượt mắm. Mấy đứa đặt ra anh chịu nha. Mắm này mắm cái lưng của mẹ đem lên nha. Bây giờ Trinh nấu cho nó ra hết nước để mình lượt. Ừ, cũng bỏ mấy cái nụ trong ra anh chị. Mấy em phụ tay chân cho nhanh. Cái nào cuối bỏ cho tôi. Đây thì Quyền sẽ cắt cái rau. Xin chào cả nhà. Lại hái rau này rồi Quyền. Rau cua đây ngon. Đây đúng không anh? Đây đi. Rau cua này là mọc tự nhiên luôn á, anh có trồng. Dạ. Yeah. Này mình cắt đại vẫn được không đúng? Ừ, cắt đại là lên hết trơn à. Dạ. Yeah. Cắt rau cũng được chứ, nó lên chứ. Tại em sợ cắt hồi hư nó công. Gần cua thì mọc tự nhiên lắm. Mình cắt vậy chứ cái hộp gớt rồi lên nữa. Cái này ăn lẩu mắm rồi chấm. Ừ, ăn lẩu mắm chấm cái này ngon. Cắt vậy luôn anh Tú. Ừ, cắt sao cũng được chứ, rớt xuống được rồi. Rồi. Té mương là mạnh quá. Ở đây thì Tú sẽ đi cắt cà luôn. Thấy không Quyền? Dạ. Ừ. Rồi. Bự à. Một trái. Bên kia một trái nữa, bự nữa kìa. Bước tới luôn. Đâu anh? Đó là trước đó đó. Tới cặp luôn đó. À, thấy chưa? Ở đây là Quyền phá về miền Tây lắm cô chú anh chị. Về đây là thích đi săn bắt rồi hái rau, hái rau thôi. Rồi ăn ớt nữa không? Hái ớt nữa không? Ớt xanh nhưng mà nó chưa chín mà ớt xanh ăn ngon, ăn thơm lắm. Thơm. Ừ. Ớt xanh nó ngon hơn. Ớt xanh ngon hơn ớt chín, anh thích ăn lắm. Bên kia nó cũng dốc cho nó Quyền. Dạ. Thank you.
Thì cũng chín nha, xin bỏ cái vô. Bỏ cái cho nó hơi chín lại. Cái mình bỏ ra cái dĩa, chừng nào mình bắt lên hay bỏ vô cái nồi. Cá chín á, chim vớt rồi ha. Con này nấm rơm chim bỏ vô. Nấm rơm bỏ vô. Này bầu nè, bầu non á cho nên là anh Tú để nguyên. Để cái vỏ lại ngon lắm cô chú. Để nguyên vỏ luôn. Bầu với cà. Bỏ hết luôn em. Quá lẽ nguyên nồi luôn. Vớt cái cá ra, ngon cái tràn luôn. Bây giờ cái mình múc ra cái nồi. Hôm nay thì nhà mẹ Trinh cũng xây lại có sửa lại chứ sửa lại có hai chồng Nguyễn Miền Tây. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cha cũng làm thợ hồ nữa nè cả nhà. Cha ơi. Chào cả nhà nha. Đây thì mấy đứa em xuống chơi. Xuống chơi mà ngay cha với mẹ ăn chay không mà. Cho nên là có mấy đứa em này không ăn chay với mẹ. Tại vì cha với mẹ ăn chay không cho nên là mấy đứa em không có mời mà không có cha với mẹ ra được. Bữa nay hai ngày rồi. Bữa nay ngày nữa. Tụi con về hả dạ? Cho con gửi hai bát tí xíu. Cảm ơn con nha. Dạ. 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 Thay đổi cửa nè, bên đây được chứ là cửa trống. Hình như em mới thấy xây mấy ngày nay. Nâng cột lên nóng quá, chịu nổi. Nóng á. Giờ mát rồi đó, lúc trước cái máy nó tới đây à? Dạ. Giờ nâng lên cao. Máy nào? Mùa ngồi đây bị hắt nắng hả bạn? Dạ. Nó to mỏng á, dạ. Thêm nó thấp nữa. Nó... Dạ. Vậy rồi, con xin phép hai bán chứ anh chị. Đi về ngoài. Dạ, đi về ngoài. Tên cho em. Dạ, dạ. Bán về. Dạ, kể như con. Đây. Mỗi người một phần. Mày bưng vậy. Nóng nè. Còn không? Đây. Học á? Dạ, cô chú. Thôi với Thuận đi học cũng về luôn nữa nha. Bên ngoài ăn cơm con. Rồi cưng. Cậu đang ngồi với mấy đứa. Đi con nè. Con cái mà vậy. Giờ thì bữa tiệc gia đình Tú Trinh cho đãi cho mấy đứa em để mấy đứa em ăn rồi ăn xong rồi mấy em đi
đường còn xa cả nhà. Giờ thì Trinh cũng mời cả nhà dùng cơm với gia đình Tú Trinh luôn nha. Tú cũng mời cả nhà ăn cơm với lại gia đình Tú luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm. Cũng mời mấy em dùng ăn cơm nha. Mấy đứa ăn đi cưng. Nhập thôi. Mẹ của Trinh ăn chay nữa nha, nên là mẹ không có ăn chung với gia đình được. Còn mấy em thì thích ăn lẩu mắm cho nên hôm nay Trinh làm lẩu mắm. Miếng rượu. Mày cả nhà miếng rượu luôn nha. Mẹ Trinh thì đầu tháng cuối tháng thì ăn chay. Mời cả nhà. Uống ở đây uống 3 ly đó. Ê, tắt hả Thảo? 3 đó, hồi ra 7 nữa. Chừng hết ga vậy? Gió quá. Gió, trời gió quá. Để cho nó sôi lên cái lấy. Cả vô sao được. Mới uống hả? Đúng không? Để con hút qua cho chị bên kia nghe thử. Con lấy hút chưa? Thận á. Bên Thảo chưa, giúp gà của Thảo nó nhỏ quá. Ừ, con có lên cái lên nào. Nó lên thì nó gã rồi. Rồi. Tại vì gã không nha. Ngồi cái nó nè. Nó có lên xuống á. Có đem có lên xuống. Anh để dành tới giờ luôn rồi. Mắm hả? Ừ. Ừ, cái lên của mẹ. Cá đâu? Dễ rồi đó, nhỏ nhỏ. Tôi mời cả nhà đem ly rượu nha. Vô. Mời cả nhà luôn. Tôm chín rồi đó hả? Nhỏ lại. Trời ơi, được hai con luôn. Trời ơi, chết luôn. Im. Có sức im thôi. Cái này có rồi. Thôi con gấp con tôm ra, con bỏ ra ngoài cái dĩa, cái chén này thôi. Cái chén này Thảo, chén này sạch. Ừ. Để cho nó nguội, con dễ lột. Ừ. Tôm còn sống đó. Con cá nè. Cá này dẻ ra đi cưng. Nắm con. Dẻ ra, dẻ ra. Nè bên này mấy em mời ai cũng được. Thằng cá không kìa lấy chưa? Đây. Lại đi quay luôn. Mình mời anh Tú lại. Hay quá, còn không làm đi. Anh mạnh tú đi được. Cảm ơn gia đình anh tú. Chế bầu á. Chế bầu với cà phổi. Tao mày thiệt ơi. Ủa trời gì đây có vậy ta. Vô. Vô. Mở lên đây. Nhận ơi. Rồi nhớ em rồi không. Đó. Lắm. Được. Đưa bọn cái đùi coi. Hết rồi. Giỡn đồng hả? Đồng hả? Lúc chưa, để dặn lên, nó chưa sôi gì hết. Dạ gì vậy? Còn thử. Ngon cưng, cảm ơn cưng nha. Ngon, ăn nhiều nhiều vô nha Thảo. Lên chị nấu nữa nha. Ừ. Nhiều quá không tốt đâu. Không được. À, nói em cô Tú nói thì cái lẩu mắm ở trên thành phố cô chú anh chị nó mặn lắm mà giờ Tú nấu đây không ngon quá nữa. Nó mặn là tại vì mặn. Đúng đúng. Quá ngon. Quá đã. Đặng tơi rồi. Quá đặng chút. Rồi. Tối với thằng
Giờ thì bữa tiệc của gia đình Tú Trinh thì cũng chinh đãi khách thì cũng đã ăn xong. Xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Xin mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Giờ thì Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Con chào bà cô chú. Cũng tiễn cho mấy đứa em về thành phố luôn cả nhà. Mấy đứa em về anh Tú cũng rất là buồn. Mấy đứa em thì về đây chơi cũng vui. Về. Ê, đậu nó ra tiện trước luôn Thảo, thấy không Thảo? À. Mấy đứa về anh Phản hả con? Dạ. Giờ lên xe chuẩn bị đi về. Dạ, em cũng cảm ơn vợ chồng anh Tú một lần nữa. Rồi. Dạ. Rồi tụi em cũng xin phép lên Sài Gòn. Mấy đứa đi về thượng lộ bình an nha. Chào cả nhà. Hẹn dịp sau về chơi với Tú Trinh Vlog nữa nha. Hẹn dịp sau để về chơi Tú Trinh Vlog gặp cả nhà nữa ha. Rồi tụi em về nha. Rồi bye bye Thúy Cưng. Mấy đứa em thì cũng ở chơi với thằng Tú 2 ngày 1 đêm. Thì mấy đứa em đi về thành phố, về thành phố. Mấy chừng cái kiến nó dính vào nha. Về thượng lộ bình an nha cưng. Ờ, máy bay cưng. Ôm hung cái gì vậy? Máy bay cưng nha, hẹn gặp lại nha. Máy bay em bé. Giờ thì em của Trinh đã về hết rồi cả nhà.